Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và như tiêu đề phía dưới thì hôm nay mình sẽ review, không phải review mà mình sẽ gợi ý cho bạn nữ 5 mùi hương mà các bạn nên thử qua. Kiểu gì các bạn cũng phải thử qua 5 mùi hương này. Trong này thì có những cái tên rất là quen thuộc và có những cái tên mà các bạn chắc là ít người sẽ nghe thấy. Nó cũng sẽ không có những cái tên mà gọi là quốc dân của nữ như là Jean Paul Gaultier Scandal hay là Lancôme La Vie Belle. Hôm nay thì 5 cái mùi hương trên bàn mình đây thì mình sẽ review cho các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau xem 5 mùi hương đó là 5 mùi hương như nào và phong cách ăn mặc ra sao nó phù hợp nha. Ở vị trí số 5 đó chính là chai nước hoa Gucci Bloom. Chắc là các bạn cũng sẽ nhìn khá là quen chai nước hoa này đúng không? Tại vì mình đã có một cái video review rồi thì mình sẽ để ở đây hay là ở đây gì đó. Các bạn xem cụ thể hơn, đây thì mình sẽ chỉ nói qua thôi. Thì đây là một cái mùi hương hoa trắng, cụ thể đó là hoa huệ. Nhưng mà được làm rất là nhẹ nhàng, được làm rất là sạch sẽ, rất là sáng. Và mùi hương nó thực sự rằng là rất là trẻ trung và năng động. Nó rất là phù hợp với những bạn nào, bạn nữ khoảng tầm 20 tuổi, theo đuổi cái phong cách kiểu con gái nhà lành ấy, kiểu tiểu thư mặc cái bộ váy trắng trông rất là hiền lành, rất là dịu dàng, rất là trẻ trung. Thì đây là một cái mùi hương mang đến cái hình ảnh như vậy. Nó sẽ không có cái sự hấp dẫn, những cái sự quyến rũ của những người phụ nữ kiểu mặc những chiếc áo khoét ngực rồi những chiếc váy mà khoét sát lên được đùi đâu. Đây là một cái mùi hương mà dành cho những bạn nào theo đuổi cái trường phái gọi là kín cổng cao tường. Nhưng mà mùi hương này thực sự là nó rất là trẻ trung, nó rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ, rất là trong sáng. Tóm lại là tất cả những cái gì mà các bạn nhìn thấy ở một cô gái rất là hiền lành thì đây là một cái mùi hương như vậy. Và cái mùi hương này thì mình gọi là mùi hương của tuổi trẻ. Chai nước hoa Gucci Bloom này nó có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà đây là phiên bản mình nghĩ rằng mình ưng ý nhất. Và nó có độ bám tỏa trên da mình nó khoảng tầm 8 tiếng và nó độ tỏa hương ở lúc khoảng tầm nửa cánh tay thôi. Mình nghĩ rằng một cái mùi hương dành cho những bạn nữ mà kiểu kín cổng cao tường thì cũng không nhất thiết là phải nổ bần bật, phải tỏa nghi ngút để thu hút đám đông làm gì cả. Mà anh nào mà kiểu chăm sóc chiều đưa đón cô ý thì có thể thấy được rằng là cái sự hấp dẫn của cô ý ở trong đây, chứ không thể nào mà đứng từ xa mà thấy rằng là cô ấy nổi bật như nào cả. Thì đó là những cái gì mà mùi hương của chai nước hoa Gucci Bloom mình mang đến. Và hiện giờ thì chai nước hoa này nó có giá khoảng tầm 1,5 triệu hay 1,7 triệu gì đó. Các bạn có thể mua được ở trên thị trường với dung tích 100ml nha. Nhưng mà cẩn thận nhé, tại vì hàng giả rất là nhiều. Đó, ở vị trí số 5, Gucci Bloom. Nếu như vừa rồi là một cái mùi hương của tuổi trẻ, của những bạn thiếu nữ, thì đây là một mùi hương của những bạn nữ trưởng thành, còn tầm từ 27 đến 30 tuổi là các bạn có thể sử dụng được cái mùi hương này. Đó chính là Chanel Coco Marmoge. Đây, chai nó hơi trong nên các bạn hơi khó nhìn. Thì mình cũng đã từng có một video review của chai nước hoa này rồi, mình sẽ để link ở phía dưới trên này nha. Và thực sự rằng nhiều bạn nghĩ rằng là nước hoa của Chanel thì nó luôn luôn già, như là Chanel No. 5 hay là Chanel Gabrielle hay là vân vân những chai nước hoa khác. Nhưng mà thực sự là ở chai nước hoa Coco Chanel Marmoge này, nó lại là một cái mùi hương khá là trẻ trung. Cái sự trẻ trung đấy nó đến từ cái sự tươi mát, cái sự dễ chịu của nốt hương citrus mở đầu, và sau đó là combo hoa hồng cùng với hoa hương. Nó mang đến một cái mùi hương, nó kéo lại cái mùi hương trẻ trung ban đầu có phần hơi tối một chút. Và cái mùi hương này nó làm mình nghĩ tới những người phụ nữ theo cái phong cách kiểu trưởng thành, kiểu thành đạt. Nó có phần gì đó hơi cá tính một chút, nó hơi mạnh mẽ, nó hơi cá tính một chút. Và cái mùi hương này thì mình ngửi thấy ở nhiều nhất ở trong môi trường văn phòng công sở. Những cái người phụ nữ mặc những chiếc váy công sở này, xong rồi mặc những chiếc áo vét, xong rồi tóc búi cao, lúc nào trong tình trạng rất là nghiêm túc, rất là kiểu vội vàng để hoàn thành công việc. Nhưng mà chính cái sự tất cả những cái điều đó nó lại mang đến cái sự quyến rũ với những người đàn ông trưởng thành. Và chắc chắn rằng đây là một cái mùi hương mà các bạn gặp trong môi trường công sở rất nhiều, đặc biệt là những ở những cái vị trí như kiểu là trưởng phòng, phó phòng, những người phụ nữ mà giữ những vai trò nhất định ấy, thì các bạn sẽ gặp được những cái mùi hương này cực kỳ nhiều. Người ta hay nói rằng chai nước hoa bán chạy nhất của nhà Chanel này đó chính là Chanel No. 5. Nhưng mà với mình ở thị trường Việt Nam qua mình nghiên cứu thì chắc chắn đây mới là mùi hương mà các chị em phụ nữ mua nhiều nhất. Combo citrus mở đầu, sau đó hoa hồng và hoa hương. Các bạn có thể sử dụng vào mọi lúc mọi nơi, từ đi làm,
hay là đến đi chơi, hay là đi dự tiệc, hay là đi dự những buổi hội thảo, thì chắc chắn là trong cái đám đông đấy ai kiểu gì cũng có người phụ nữ sở hữu mùi hương này, và chắc chắn bạn cũng phải sở hữu qua mùi hương này nếu như bạn là một người phụ nữ trên 30 tuổi. Và chai nước hoa này thì nó có giá khoảng tầm hơn 2 triệu 7 gì đó cho 100ml này. Chúng ta đã có ở vị trí số 5, đó là một chai nước hoa dành cho những cô thiếu nữ. Ở vị trí số 4 là dành cho những người phụ nữ trưởng thành. Thì nếu như một ngày bạn không biết xịt gì thì xịt chai nước hoa nào, hãy mua chai nước hoa này, Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản EDT. Sẽ có khá nhiều bạn hỏi rằng là tại sao không phải là chai nước hoa Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản Intense này, tại vì nam mình có recommend sử dụng phiên bản Intense, tại sao nữ lại không phải như vậy. Thì nếu như anh em hay là chị em nào có xem những cái kênh YouTube ở nước ngoài thì họ luôn luôn recommend những cái chai phiên bản Intense, thì mình ở đây mình lại recommend phiên bản EDT này. Nó có lý do của nó, tại vì thời tiết ở bên nước ngoài nó khá là lạnh nên là việc bám tỏa của mùi hương nó cũng có phần giảm kém đi. Nhưng mà ở Việt Nam với khí hậu nắng nóng thường xuyên thì lựa chọn phiên bản EDT này là quá là hợp lý rồi. Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản EDT này nó mở đầu bằng cái mùi hương rất là tươi mát của cam cùng một chút ngọt và thanh nhẹ của táo, sau đó là hoa cùng với một chút gỗ và xạ hương, một mùi hương rất là fresh, rất là trẻ trung, rất là tươi mát, rất là năng động. Đó, một mùi hương mà các bạn có thể sử dụng từ đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, hay là chỉ cần đi đổ rác, hay là xuống dưới nhà đi chợ, xuống dưới Vinmart mua, hay là xuống Sài Gòn cây mua một cốc trà sữa thôi. Đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Và cái mùi hương này thì thực sự là nó cũng không thể nào gây ấn tượng mạnh với người khác, khiến bạn phải trầm trồ với những người xung quanh phải ngó nhìn đến bạn. Nhưng mà chắc chắn rằng bạn cũng sẽ không bị chê rằng là em xịt mùi gì mà kinh vậy. Đó, về cái độ bám tỏa của em nó thì chắc chắn rồi, một cái mùi hương xài hè là chính thì nó không thể nào bám tỏa quá là tốt được. Trên da mình nó khoảng tầm 6 tiếng và nó tỏa hương khoảng tầm nửa cánh tay thôi, nó không thể nào tỏa nghi ngút hương khói như là mấy cái mùi hương nặng nề được. Đây là một cái mùi hương mà các bạn nếu như một ngày nào chán đời, chán việc quá, hay là sáng thứ hai đầu tuần ấy không biết xịt gì thì xịt cái mùi hương này cũng được, ok. Và với mức giá tiền khoảng tầm 1,3 triệu hay là 1,4 triệu gì đó cho 100ml này, các bạn có thể xịt thoải mái Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản EDT. Xem video ở đây thì chắc là nhiều bạn sẽ có những cái câu hỏi là đã có chai nước hoa của tuổi trẻ rồi, đã có chai nước hoa cho những người phụ nữ đi làm rồi, hay là một cái mùi hương dành cho những cái buổi chia tay, những cái buổi sáng thứ hai chán đời như là Dolce & Gabbana Light Blue EDT kia. Thế thì hẹn hò đi cưa dai thì xịt mùi hương gì, đúng không? Thì đây, mình sẽ review lại em nó. Chai nước hoa này mình cũng đã có review, mà đến nay thì mình sẽ review lại các bạn. Đây là một cái mùi hương mà mình rất rất thích ngửi ở trên người những cái bạn nữ. Narciso For Her phiên bản EDT, hay còn gọi là Na Đen Cao. Đó, thì những chai nước hoa của nhà Narciso phiên bản cho nữ này nó có rất là nhiều, nào là na hồng, na lùn, na trắng. Nhưng mà thực sự là những cái phiên bản flanker sau này mình không đánh giá cao, kể cả phiên bản na trắng mới ra mắt, nó không mang đến cho mình những cảm xúc như cái phiên bản na đen cao này. Đây là một cái mùi xạ hương cùng với hoa, nó mang đến cho mình một cái mùi, một cái phong cách của một người phụ nữ rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn, rất là bí ẩn. Chỉ cần các bạn xịt cái mùi hương này, các bạn mặc một chiếc váy, khoét những chỗ cần khoét, các bạn ngồi ở trong góc một quán bar, các bạn uống một chén rượu và để ý là ngồi trước gió nữa để cho các anh hít được cái mùi này, thì mình nghĩ là các anh sẽ bâu vào xung quanh bạn rất là nhiều. Mình không biết là các anh có thích cái mùi này hay không, nhưng mà mình và một số đông những người khác rất thích cái mùi hương này. Tại sao mình lại không đi comment những cái mùi hương ngọt ngào như là Jean Paul Gaultier Scandal hay là Lancôme La Vie Belle? Tại vì những cái mùi hương nó cũng quá là lâu rồi, và thực sự rằng là những cái mùi hương ngọt ngào nó không được đánh giá quá là cao. Những cái mùi của những cái mùi mà hương mà mang cái nốt hương xạ hương này, nó mới là cái thứ vũ khí chết người. Nó như kiểu là virus corona ấy, các ông cứ không để ý một cái là ông dính chưởng ngay. Thì đây là cái mùi hương như vậy,
các bạn phải hiểu rằng là cái nốt hương xạ hương đó là một cái nốt hương mà rất quyến rũ những cái người khác giới đó, đặc biệt là rất quyến rũ những cái giống đực hay là những cái phái mạnh. Đây là một cái mùi hương mà mình vô cùng thích cho đến tận bây giờ. Tiếc là nó không hợp trên da mình, không là mình cũng xịt vào tay và mình cứ ôm tay đi ngủ cả đêm thôi. Và mình chắc chắn một điều rằng là trong một cái đám đông, nếu như bạn nữ nào mà xịt cái mùi hương này, chắc chắn là bạn sẽ được những cái nhìn khác hẳn so với những cái mùi hương khác. Và cái mùi hương này nó bám tỏa trên da mình cũng tương đối tốt khi mà khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Và cái giá tiền của phiên bản Na Đen Cao này thì mình nhớ không nhầm nó khoảng tầm 1 triệu 7 hay 1 triệu 8 gì cho phiên bản 100ml này. Nhớ là chọn phiên bản Na Đen Cao nhé, đừng chọn mấy cái phiên bản khác vì mình không đánh giá cao đâu. Đó, vị trí số 2, Narciso For Her phiên bản EDT. Ở vị trí số 1 đó là chai nước hoa rất là nhỏ xinh ở trên tay mình. Đây các bạn này nhìn thấy, trông nó giống kiểu viên đá ma thuật ấy. Đó, thì nó tên là Ilion đến từ nhà Thierry Mugler. Thì đây là một cái mùi hương ngọt. Nếu như bạn nào bảo là bốn mùi hương kia không có mùi nào ngọt thì các bạn có thể sở hữu qua em nó. Một cái mùi hương hoa nhài, ngọt, cực kỳ là đáng sở hữu. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn thấy cái vị nhài, cái mùi của hoa nhài. Nhài đây nó có phần hơi xanh và có phần hơi tiêu cay, hơi spicy một chút thôi. Nhưng mà một lát sau thì hổ phách nó sẽ làm cho cái mùi nhài này nó trở nên có phần hơi ấm và ngọt. Nhưng mà nó cũng không phải là quá là sáng, nó cũng không phải là quá là tối. Mùi hương này thì mình thấy rằng nó cũng khá là dễ sử dụng và nó rất là nịnh mũi. Mình chưa thấy ai chê cái mùi hương này cả. Và thực sự rằng là mình mới mượn em nó khoảng tầm mấy ngày hôm nay thôi. Và mình cũng chưa ngửi qua em nó nhiều quá. Nhưng mà khi mình xịt ra thực sự rằng mình phải wow, một cái mùi nhài thực sự là rất là ngon. Cái mùi này thì mình nghĩ rằng là các bạn mặc gì, các bạn làm gì hay là các bạn đi đâu thì các bạn đều sử dụng được. Nếu như bạn là người thích cái mùi ngọt, cái mùi ngọt ở đây nó cũng sẽ không làm bạn khó chịu. Nhài ở đây nó không quá là shoppy, nó cũng không quá là khó ngửi, nó không quá là kiểu có phần animalic. Nó làm rất là dễ ngửi và rất là nịnh mũi. Thực sự rằng là với một cái giá khoảng tầm 1 triệu 7 cho chai 60ml, chai 30ml này thì mình không rõ, tại vì mình đi mượn. Thì nó là một cái món hời, mình đánh giá là nó là một cái món hời và là một cái mùi nhài mà bạn phải sở hữu trong tủ. Và nó bám tỏa trên da mình khoảng tầm 8 tiếng và nó tỏa hương ban đầu cũng khá là tốt, nhưng mà khoảng về sau thì nó có vẻ là hơi yếu một chút. Và cái mùi hương này thì cả nam và nữ đều sử dụng được, không nhất thiết phải là nam hay là không nhất thiết phải là nữ. Mùi hương này trên da nam nó đi theo một cái chiều hướng khác, nó có phần hơi mạnh mẽ, hơi rắn giỏi một chút, nhưng mà trên da nữ thì nó vô cùng là nịnh đó. Và đây là chai nước hoa mà mình đánh giá rằng là nó ở xứng đáng ở vị trí số 1 trong 5 chai nước hoa mà mình recommend tới các bạn nữ. Và vừa rồi là 5 mùi hương mà mình gợi ý cho các bạn nữ hay là những anh em nào muốn tìm mùi hương tặng cho chị em phụ nữ nhân một cái ngày gì đó kỷ niệm, hay là yêu nhau, hay là ngày cưới, hay là mùng 8 tháng 3 thì qua rồi. Nhưng mà nếu mà có dịp tặng thì các anh em có thể tham khảo qua video này. Tất nhiên thì còn những rất nhiều những cái mùi hương khác, rất nhiều những cái tên tuổi khác, những chai nước hoa quốc dân khác thì mình sẽ làm trong một cái video sau và sẽ mời khách mời là nam giới đẹp ra một chút cho chị em ngắm. Và nếu như bạn đã sở hữu những cái chai nước hoa nào trong này rồi thì hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.